Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển U21 Thụy Sĩ và U21 Pháp. Đây là trận đấu thuộc lượt trận thứ 3 của vòng bảng giải U21 châu Âu và sẽ được diễn ra vào lúc 1 giờ 45 rạng sáng ngày 29 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Và trận đấu này theo đánh giá của trang 868 VIP đưa ra thì các cầu thủ U21 Pháp sẽ là những người được đánh giá của trên và sẽ chấp U21 Thụy Sĩ với mức kèo là 0,5, mức kèo phải tăng 0,75 và hạ xuống còn 0,25. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,75, 3 trái và 2,5 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là các bạn đang cần tìm kiếm một trang uy tín và chất lượng, đặc biệt là trả thưởng mau lẹ để các bạn có thể là chơi giải trí như một thể thao, thì các bạn nên đến với 868 VIP nha. Đến đây thì các bạn sẽ được tặng ngay 100% ở lần nạp đầu tiên, và ngoài ra thì các bạn sẽ được hoàn trả đến 1.25%. Chi tiết của trang thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này nha. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả để cập nhật thêm. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Thì trong quá khứ ở cấp độ đội tuyển U21 thì U21 Thụy Sĩ và U21 Pháp cũng đã có rất là nhiều lần đối đầu với nhau. Và 5 lần đối đầu gần đây nhất thì U21 Thụy Sĩ thắng 2, hòa 1 và thua 2 trước U21 Pháp. 5 trận thi đấu gần nhất của U21 Thụy Sĩ thì Thụy Sĩ thắng 2 và thua 3. 5 trận thi đấu gần nhất của U21 Pháp thì Pháp thắng 3, hòa 1 và thua 1. Và ở lần đối đầu này với cái mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì mình sẽ chọn U21 Thụy Sĩ được chấp 0,5 hoặc là 0,25 nha. Vì sao? Mặc dù trận đấu này U21 Thụy Sĩ bị đánh giá của dưới, tuy nhiên thì nếu mà xét về thể lực và chiều sau đội hình ở lần chạm trán này, nếu mà so với U21 Pháp ở thời điểm hiện tại thì U21 Thụy Sĩ họ cũng không phải gọi là hoàn toàn quá yếu đâu. Hầu như là lượt trận thứ 3 này U21 Thụy Sĩ họ sẽ có đội hình tốt nhất để đá với Pháp. Thứ hai đó thì cũng chưa kể là nếu trận đấu này mà hai đội kết thúc với một tỷ số hòa thì chúng ta chọn U21 Thụy Sĩ, chúng ta cũng vẫn thắng kèo. Và thứ ba đó thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội ở những lần trận gần đây thì Thụy Sĩ hiện tại họ vẫn đang khá là ngang ngửa với U21 Pháp. Với lại một điểm nữa để chúng ta có thể là tin tưởng một cái sự quyết tâm có điểm trước Pháp đối với U21 Thụy Sĩ, đó là Thụy Sĩ hiện tại thì họ đang ở vị trí thứ ba của xếp hạng. Tuy nhiên thì họ cũng đã có được 3 điểm rồi, cái cơ hội đi tiếp của Thụy Sĩ thì cũng vẫn còn đang rất là tràn trề. Và với phong độ đang ổn định của mình cộng với cái sự quyết tâm cao độ của mình thì mình nghĩ ít nhất trận đấu này Thụy Sĩ họ sẽ kiếm được một điểm trước U21 Pháp. Chỉ cần như vậy thôi thì chúng ta chọn Thụy Sĩ, chúng ta cũng đã thắng kèo rồi. Nhưng mà trong bóng đá thì nó cũng chưa đứng trước nhiều điều, khi mà 90 phút chưa thúc không phải lúc nào cửa dưới thì bây giờ thất bại đâu. Biết đâu với phong độ đang tốt cộng với cái sự quyết tâm của mình thì có thể là U21 Thụy Sĩ mới là những người giành chiến thắng luôn hay sao. Trên trận đấu này bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn U21 Thụy Sĩ được chấp nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,75, 3 trái và 2,5. Thì những lần gặp nhau trước đây của hai đội thì mặc dù là có từ 3 bàn trở lên là nhiều, tuy nhiên thì do trận đấu này nó cũng rất là quan trọng đối với hai đội, tại vì nếu quyết định một tấm vé đi tiếp cho nên mình nghĩ là trận đấu này hai đội cũng sẽ khá thận trọng, tại vì hai đội cũng còn cái cơ hội bị loại chứ không phải gọi là không, cho nên là mình nghĩ là trận đấu này cũng sẽ không có nhiều và thắng được ghi đâu. Do đó trận đấu này hai đội sẽ cầm chân nhau với số lô hòa không là thắng hoặc là một điều và cũng có thể là 1-0 như vậy cho U21 Thụy Sĩ. Bắt đầu tin tưởng mình nữa thì ưu tiên đi cửa xỉu ở lần đối đầu rồi nha. Trận đấu này an toàn các bạn nên lựa xỉu 3 nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo là chắc là 0,25 và tỷ số 1 trái. Thì mình nghĩ là hai đội cũng sẽ thận trọng ngay từ đầu. Mình nghĩ là hiệp 1 hai đội sẽ cầm chân nhau với số lô hòa không bằng thắng hoặc là U21 Thụy Sĩ mới là những người các bạn nhận trước. Hiệp 1 các bạn chọn Thụy Sĩ được chắc nha. Và đá xỉu 1 hoặc là nếu như có xỉu 1,25 thì các bạn nên vào xỉu 1,25. Tất cả trận đấu chốt kèo là chọn U21 Thụy Sĩ và xỉu ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc anh em may mắn nha.